Em biết chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Gỗ Nguyên Khối. Hôm nay sẽ là một em bàn tròn siêu siêu vân các bác ạ. Thực sự để mà có được một em bàn tròn siêu vân thế này, nó không hề đơn giản đâu mọi người. Phải tuyển từ cây tròn này cho tới tuyển tấm bìa, lựa thế xẻ cây, làm sao để có được một cái tấm lên vân đẹp nhất, rồi lựa thế làm sao để khoanh được một em bàn tròn đẹp, không tim, không nứt xé, không chắp vá cho các bác. Với hệ vân như thế này, em đảm bảo với các bác là 10 điểm không có nhưng nha. Một phiên bản giới hạn, một em siêu siêu bàn tròn, đã vân đẹp lại còn không tim, không chắp vá, không xé. Em lên cho các bác một em duy nhất thôi ạ. Kính 1m64, dày 15,5 ạ. Bác nào kết rồi, mình hợp kích thước thì mình lên đơn giúp em nha. Mình có thể liên hệ tới số điện thoại ở góc bên trái màn hình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của em. Nếu các bác thấy kênh của em hữu ích thì nhớ follow cho em nha.